Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm qua những con số khủng trên nền tảng mạng xã hội của chủ tịch Sơn Tùng nhé. Sơn Tùng MTP xuất phát điểm là từ một hiện tượng rồi dần trở thành ca sĩ hàng đầu V-pop. Sự nổi tiếng của nam ca sĩ được thể hiện qua số lượng người theo dõi anh trên các trang mạng xã hội. Hiện tại, Sơn Tùng xứng danh ông hoàng mạng xã hội với hơn 30 triệu người theo dõi từ Facebook, Instagram, YouTube. Dù ít hoạt động trên mạng xã hội, nhưng Sơn Tùng MTP vẫn sử dụng đủ các nền tảng khác nhau để cập nhật tình hình với người hâm mộ. MTP là tên fanpage chính thức của Sơn Tùng, hiện tại có hơn 11 triệu lượt thích và 13 triệu người theo dõi. Đây cũng là con số dẫn đầu các fanpage sau Việt hiện nay. Đối với Instagram, Sơn Tùng có hơn 6,1 triệu người theo dõi, cũng lập kỷ lục đối với Vbiz. Kênh YouTube của nam ca sĩ vượt qua nhiều lần lên xuống, cũng vượt mốc 8,6 triệu người đăng ký. Ngoài ba nền tảng mạng xã hội chính này, Sơn Tùng còn sử dụng TikTok và Twitter. Dù chỉ đăng tải 5 video trên TikTok, nam ca sĩ vẫn dễ dàng có 2 triệu người follow. Đối với Twitter, giọng ca Hãy Trao Cho Anh thu được 870.000 người theo dõi, nhiều lần lọt top trending tại Việt Nam. Như vậy, với tất cả nền tảng mạng xã hội đang sử dụng, Sơn Tùng có hơn 30 triệu người theo dõi, xứng danh ông hoàng mạng xã hội của V-pop. Sự thành công trong âm nhạc giúp Sơn Tùng MTP có được cuộc sống xa hoa. Mặc dù giọng ca gốc Thái Bình chưa từng tiết lộ về thu nhập, nhưng người hâm mộ vẫn nhận ra khối tài sản kết xù của anh. Ở tuổi 26, Sơn Tùng đã là chủ tịch của hai công ty MTP Entertainment và MTP Talent. Khối tài sản cá nhân của Sơn Tùng, người hâm mộ dễ dàng đoán được là nhà sang, xế hộp xịn, từng được anh khoe trên mạng xã hội. Đầu năm nay, Sơn Tùng đưa gia đình đi chơi bằng chiếc ô tô mới tậu khiến dân tình trầm trồ. Sự thành công của Sơn Tùng MTP tại thị trường âm nhạc Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Hơn thế nữa, anh cũng là ca sĩ Việt Nam được biết đến nhiều trên đấu trường quốc tế. Hôm qua, ngày 21 tháng 2, tức ngày vía thần tài mùng 10 tháng 1 âm lịch, người người nhà nhà đổ xô đi mua vàng, khai trương để cầu mong những khởi đầu tốt đẹp cho năm mới. Nhân ngày vía thần tài, Vbiz cũng hào hứng khoe tậu vàng thẻ để cầu may mắn, tài lộc trong năm 2021. Ngoài ra, hội chủ tịch như ông Cao Thắng, Đông Nhi, Nhu Phước Thịnh cũng tranh thủ khai trương để mong một năm mới nhiều thành công, thăng hoa trong công việc. Từ ngày mùng 9 Tết, Ngọc Trinh đã hào hứng khoe tậu được 2 cây vàng và rất nhiều tiền đô. Đến đúng ngày vía thần tài, nữ hoàng nội y lại được thêm một cây vàng nữa, một cây vàng hiện tại giá tầm gần 60 triệu đồng. Quý cô độc thân sang chảnh Miu cũng không nằm ngoài cuộc đua khoe vàng trong ngày vía thần tài khi trên tay cầm rất nhiều vàng thỏi. Mẹ bầu Vbiz Bảo Thanh hờn trách vì chồng tặng thỏi sô-cô-la mừng Valentine muộn, giá có gần 60 triệu. Bibi Trần được đại gia tặng cho quà xịn sò nhân ngày vía thần tài. Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhập hội sắm vàng ngày vía thần tài, Ngọc Nữ tậu một lần 3 miếng. Người người nhà nhà đi tậu vàng thì Trương Quỳnh Anh cũng hào hứng sắm cho mình chiếc vòng tay xoàm vàng ra đeo lấy hên. Ngoài ra, nhiều đại gia cũng tranh thủ khai trương để cầu may mắn, thuận lợi trong năm mới. Đông Nhi chọn mùng 10 Tết để khởi động lại công việc, cô mong nhiều thành công và may mắn trong năm mới. Vợ chồng chủ tịch chuẩn bị bàn tiệc rất đầy đủ tiền vàng và lễ vật để khai trương cho công ty đào tạo nghệ sĩ trẻ. Ngoài ra, ba mẹ trẻ cũng chuẩn bị rất nhiều phong bao lì xì cho nhân viên. Hỏi sao là chủ tịch được yêu mến nhất nhì Vbiz. Tương tự Đông Nhi, Nô Phước Thịnh cũng chọn mùng 10 Tết để khai trương Hồng Phát. Huỳnh Lập và Hồng Tú chuẩn bị nhiều bao lì xì với đủ mệnh giá, tặng cho nhân viên nhân dịp trở lại đi làm sau Tết. Mùng 10 Tết cũng là ngày ST Sơn Thạch chọn để khai trương công ty. Nam ca sĩ chuẩn bị mâm lễ vật đầy đủ và vô cùng thịnh soạn để cầu thành công, thuận lợi. Hà Trí Quang và Hồ Bích Trâm hào hứng cầu tài lộc trong dịp năm mới. Tường Linh tự chuẩn bị mâm cúng nhân ngày vía thần tài tại nhà. Là mẹ Biểm có công việc kinh doanh online, vì thế Hải Băng cũng dâng mâm lễ thịnh soạn nhân ngày vía thần tài và khai trương sau Tết. Ngày 20 tháng 2 năm 2020, KSM đã lập nên kỷ lục MV bị dislike nhiều nhất lịch sử nhạc Việt chỉ trong 18 giờ. Còn nhớ ở thời điểm gần cuối tháng 2 năm 2020, KSM đã liên tục thả thính về màn comeback trở lại hậu lùm xùm căng như dây đàn với Jack suốt cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Tối 19 tháng 2 năm 2020, KSM lại tung ra sản phẩm âm nhạc mang tên
cần một lý do nhằm ra mắt gà cưng mới toanh của công ty và cũng là người thay thế Jack, anh chàng Quang Đông. Chính cú lừa này đã làm tăng sự tò mò cho người xem và chỉ sau khoảng 7 giờ lên sóng, MV đã bay thẳng vào top 1 trending YouTube. Tuy nhiên, dù đạt top 1 trending, nhưng sau 18 giờ lên sóng, MV cần một lý do đã nhận lượt dislike lên đến con số 739.000, gấp khoảng 7,5 lần so với lượt like. Với con số này, cần một lý do của KCM còn trở thành music video sở hữu lượt dislike khủng nhất lịch sử V-pop tính tại thời điểm ngày 20 tháng 2 năm 2020. Cho đến thời điểm hiện tại, dường như cộng đồng mạng đã dần quên đi việc thả dislike cho KCM, mà thay vào đó là tất cả lại đổ dồn sự chú ý vào phía Phương Anh, cô nàng phải nhận nhiều sự chỉ trích trong thời gian vừa qua. Dẫu bị ném đá nhiều là thế, nhận lượt dislike nhiều là thế, nhưng hai MV Cánh Bướm Dối Gian và Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em của phía Phương Anh vẫn có số dislike thua xa với MV Cần Một Lý Do của KCM. Cụ thể hơn, nếu như MV Cần Một Lý Do đạt 739.000 lượt dislike sau 18 giờ, thì MV Cắm Sừng Ai Đừng Cắm Sừng Em sau 2 tháng lên sóng đang nhận lượt dislike là 221.000. Hay như MV Cánh Bướm Dối Gian chỉ sau khoảng 13 ngày ra mắt, thì lượt dislike cũng mới chỉ dừng ở con số 152.000. Có thể nói, sau tròn một năm trôi qua, ngôi vị kỷ lục MV có lượng dislike nhiều nhất trong lịch sử V-pop vẫn không có ai vượt qua KCM. Bằng chứng là ở thời điểm hiện tại, MV đang sở hữu tới 1,4 triệu lượt dislike sau một năm lên sóng. Sau MV Cần Một Lý Do, thì vị trí thứ hai trong danh sách MV sở hữu nhiều dislike nhất cũng thuộc về teaser cùng tên của KCM với 892.000 lượt dislike. Tiếp đến là Hoa Vô Sắc, sản phẩm cuối cùng hợp tác giữa Jack và KCM với 785.000 lượt dislike. Thay thế vị trí của phiên bản cover Em Gái Mưa từ cô nàng Linka là MV Đừng Chờ của KCM và Quang Đông, 460.000 lượt dislike. Cuối cùng là vị trí thứ 5 với MV Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau của Sơn Tùng MTB, 293.000 dislike. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi điểm tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trường. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh ống kính Hậu Trường để cập nhật những tin tức nóng liên quan đến các nghệ sĩ nổi tiếng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!